Vào năm 1995, kính viễn vọng không gian Hubble đã hướng tầm nhìn về một vùng trời tường như hoàn toàn trống rỗng. Nhưng sau nhiều ngày quan sát, kết quả khiến cả thế giới sửng sốt. Hàng nghìn thiên hà hiện ra, một số trong đó nằm cách chúng ta hơn 12 tỷ năm ánh sáng. Bức ảnh mang tên Hubble Deep Field đã làm thay đổi cách chúng ta nhìn về vũ trụ, cho thấy rằng ngay cả nơi tối tăm nhất trên bầu trời cũng có thể ẩn chứa ánh sáng từ thời sơ khai của vũ trụ. Đó là cái nhìn đầu tiên xuyên qua màn đêm vũ trụ vào chiều sâu không gian và thời gian. Gần 3 thập kỷ sau, một thế hệ kính thiên văn mới đang tiếp bước và còn đi xa hơn thế. Chỉ trong một tuần đầu tiên vận hành, kính viễn vọng không gian Euclid của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA đã ghi lại hình ảnh của hơn 26 triệu thiên hà, bao gồm nhiều thiên hà có tuổi đời trên 10 tỷ năm. Trường quan sát của Euclid rộng lớn đến mức gấp 300 lần diện tích của trăng tròn trên bầu trời, và độ chi tiết của nó thật đáng kinh ngạc. Từ những vành đai Einstein cong vút do lực hấp dẫn, đến các cụm thiên hà khổng lồ, và thậm chí là những sợi vật chất mạnh mai trong mạng lưới vũ trụ. Sứ mệnh của Euclid không chỉ là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ, mà còn là giải mã cấu trúc ẩn sâu bên trong nó. Nó đang giúp chúng ta lập bản đồ của vật chất tối và năng lượng tối, những thế lực vô hình chiếm đến 95% vũ trụ, nhưng gần như hoàn toàn chưa thể nắm bắt. Vũ trụ có thể trông tối tăm, nhưng ẩn sau bóng tối đó là câu chuyện kỳ vĩ nhất từng được kể. Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một hành trình khám phá vĩ đại, nơi mà khoa học đã đưa tầm mắt con người vượt khỏi mọi giới hạn, đi sâu vào vùng tối của vũ trụ, nơi ánh sáng từ hàng tỷ thiên hà cổ xưa vẫn còn đang kể chuyện. Nếu bạn yêu thích khám phá vũ trụ, thiên văn và những điều bí ẩn của trái đất, hãy đăng ký kênh Kitten Explorer để không bỏ lỡ bất kỳ hành trình thú vị tiếp theo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Những quan sát hiện tại đang hé lộ một sự thật đáng kinh ngạc. Mọi thứ chúng ta có thể nhìn thấy, từ các ngôi sao, hành tinh cho đến các thiên hà rực rỡ, chỉ chiếm khoảng 5% tổng thể vũ trụ quan sát được. Phần còn lại, chiếm tới 95%, vẫn gần như hoàn toàn bí ẩn. Nó bao gồm hai thành phần không thể nhìn thấy bằng mắt thường: vật chất tối và năng lượng tối. Vật chất tối chiếm khoảng 27% vũ trụ. Nó không phát ra ánh sáng, cũng không hấp thụ hay phản xạ bất kỳ loại bức xạ nào, khiến nó hoàn toàn vô hình trước các kính thiên văn truyền thống. Thế nhưng, chúng ta biết nó tồn tại thông qua lực hấp dẫn mà nó tạo ra. Chính lực hấp dẫn này giữ cho các thiên hà không tan rã, giúp duy trì cấu trúc của vũ trụ và góp phần tạo nên mạng lưới vũ trụ khổng lồ, một hệ thống gồm các sợi dài vật chất liên kết hàng tỷ thiên hà lại với nhau. Nhưng còn khó hiểu hơn thế nữa, chính là năng lượng tối, yếu tố chiếm tới 68% vũ trụ. Trái ngược với lực hấp dẫn, năng lượng tối không kéo các vật thể lại gần nhau, mà lại đẩy chúng ra xa. Đây là nguyên nhân khiến vũ trụ đang giãn nở ngày càng nhanh hơn theo thời gian, một hiện tượng được phát hiện vào cuối thế kỷ 20 và làm thay đổi hoàn toàn mô hình vũ trụ học hiện đại. Chúng ta chưa biết chính xác năng lượng tối là gì, có thể là một thuộc tính của không gian, một dạng năng lượng mới, hoặc thậm chí là dấu hiệu cho thấy thuyết tương đối của Einstein cần được mở rộng. Và chính vì những bí ẩn đó mà kính viễn vọng không gian Euclid đã ra đời. Với độ phân giải vượt trội và trường nhìn rộng, Euclid được thiết kế để lập bản đồ ba chiều của vũ trụ với hàng tỷ thiên hà, từ đó giúp các nhà khoa học truy tìm dấu vết của vật chất tối và hiểu rõ hơn cơ chế giãn nở do năng lượng tối gây ra. Đây không chỉ là hành trình khám phá một phần bị ẩn giấu của vũ trụ, mà là chìa khóa để giải mã vận mệnh của chính vũ trụ chúng ta. Ngày 1 tháng 7 năm 2023, kính viễn vọng không gian Euclid chính thức rời trái đất, được phóng từ Cape Canaveral bằng tên lửa SpaceX Falcon 9. Điểm đến của nó không phải là một quỹ đạo gần trái đất, mà là điểm Lagrange 2 giữa mặt trời và trái đất, một khu vực ổn định nằm cách trái đất khoảng 1,5 triệu km. Tại vị trí này, Euclid có thể quan sát không gian sâu mà không bị ánh sáng hay lực hấp dẫn của trái đất cản trở. Đây cũng chính là ngôi nhà trên trời của các đài quan sát tiên tiến khác như Gaia và James Webb. Để có thể nhìn xuyên thời gian và không gian, Euclid được trang bị một kính thiên văn có đường kính 1,2 mét, chuyên thu thập ánh sáng yếu ớt từ những thiên hà xa xôi hàng tỷ năm ánh sáng. Tuy nhiên, điều làm cho Euclid trở nên thực sự khác biệt không chỉ nằm ở khả năng thu nhận ánh sáng, mà là cách nó phân tích ánh sáng đó. Ánh sáng từ các thiên hà được chia thành hai dải sóng chính: ánh sáng khả kiến và ánh sáng hồng ngoại gần,
sau đó được gửi đến hai thiết bị khoa học tiên tiến trên tàu. VES, máy ảnh quang học độ phân giải cao, Visible Instrument. Đây là mắt nhìn siêu nét của Euclid, có khả năng chụp lại hình ảnh quang học sắc nét gấp 4 lần so với những kính thiên văn tốt nhất trên mặt đất. Nó có nhiệm vụ ghi lại hàng triệu thiên hà với chi tiết cực cao trên một vùng trời rộng lớn, giúp xác định hình dạng, sự phân bố và sự méo dạng do lực hấp dẫn. NISP, máy quang phổ và quang kế cận hồng ngoại, Near Infrared Spectrometer and Photometer. Thiết bị này hoạt động trong khoảng 900 đến 2000 nanomet và giữ vai trò then chốt trong việc đo khoảng cách đến các thiên hà. Cách nó làm điều đó là dựa vào dịch chuyển redshift, hiện tượng xảy ra khi ánh sáng từ các thiên hà bị kéo giãn do sự giãn nở của vũ trụ. Càng xa, ánh sáng càng bị kéo dài về phía màu đỏ của phổ ánh sáng. NISP tính toán chính xác mức độ dịch chuyển redshift để xác định khoảng cách và thời điểm mà ánh sáng đó được phát ra. Nhờ sự kết hợp giữa VIS và NISP, Euclid có thể tạo nên một bản đồ 3 chiều chi tiết của vũ trụ, trải rộng qua thời gian và không gian. Không chỉ giúp chúng ta nhìn thấy thiên hà ở đâu, mà còn biết chúng cách chúng ta bao xa và đã tồn tại từ bao giờ. Đấy chính là công cụ khoa học mạnh mẽ để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, tiến hóa của cấu trúc vũ trụ và đặc biệt là vai trò của vật chất tối và năng lượng tối trong bức tranh toàn cảnh đó. Sau khi Euclid được phóng thành công vào không gian, nhóm kỹ sư và nhà khoa học không vội bắt đầu sứ mệnh khoa học ngay lập tức. Trong nhiều tháng đầu tiên, họ tập trung vào việc kiểm tra, hiệu chỉnh và tinh chỉnh mọi hệ thống và thiết bị trên tàu. Đáng chú ý, các hình ảnh thử nghiệm ban đầu còn được cố tình làm mờ, một bước quan trọng trong quá trình căn chỉnh quang học, nhằm đảm bảo rằng từng thành phần trong hệ thống quan sát hoạt động chính xác tuyệt đối. Đầu năm 2024, Euclid chính thức bắt đầu giai đoạn quan sát khoa học. Thay vì khảo sát ngẫu nhiên khắp bầu trời, sứ mệnh khởi đầu bằng cách tập trung vào 3 vùng sâu được chọn lọc kỹ lưỡng. 3 vùng này được gọi lần lượt là Euclid Deep Field North, miền Bắc, Euclid Deep Field South, miền Nam, Euclid Deep Field Fornax, thuộc chòm sao Fornax. 3 vùng này được chọn vì có tầm nhìn tốt, ít bị ảnh hưởng bởi bụi vũ trụ và ánh sáng nền, rất phù hợp cho các quan sát lâu dài và có độ sâu lớn. Euclid sẽ liên tục quay lại những vùng này trong suốt thời gian hoạt động của nó để thu thập dữ liệu theo thời gian, giúp các nhà khoa học quan sát được sự thay đổi và phân bổ của các thiên thể trong không gian sâu. Và kết quả từ những lần quét đầu tiên thật sự ấn tượng. Chỉ trong vòng một tuần, với mỗi vùng chỉ được quan sát một lần duy nhất, Euclid đã thu thập được một lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm hàng triệu thiên hà và vô số chi tiết tinh vi trong cấu trúc vũ trụ. Những hình ảnh này cho thấy khả năng đáng kinh ngạc của Euclid trong việc phát hiện các thiên hà mờ nhạt, xa xôi, cũng như các dấu vết mạnh mai của mạng lưới vũ trụ, với độ phân giải và độ sâu chưa từng có. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc hơn cả là thực tế. Toàn bộ vòng quan sát đầu tiên này chỉ chiếm 0,4% tổng diện tích bầu trời mà Euclid dự kiến sẽ khảo sát trong suốt sứ mệnh của mình. Nếu chỉ một phần nhỏ như vậy đã tiết lộ nhiều điều đến thế, thì những gì còn lại chắc chắn sẽ mở ra một kho báu khoa học khổng lồ. Vậy Euclid đã phát hiện ra điều gì trong những cái nhìn đầu tiên vào vũ trụ sâu thẳm này? Hãy cùng tiếp tục khám phá từng vùng một để hiểu rõ hơn về những điều kỳ diệu mà Euclid đang từng bước hé lộ. Phía trên bên trái trong hình ảnh trường sâu, một vùng nhỏ được tô sáng màu vàng, đó chính là Euclid Deep Field North, một ô cửa sổ đặc biệt mở ra vũ trụ xa xôi. Vị trí của nó không hề được chọn ngẫu nhiên. Thay vào đó, các nhà khoa học đã lựa chọn kỹ lưỡng khu vực này vì khả năng quan sát quanh năm. Và quan trọng hơn, nó trùng lập với một trong các vùng quan sát sâu trước đây của kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA. Sự trùng lập lần này cho phép các nhà nghiên cứu kết hợp dữ liệu từ nhiều bước sóng, mở rộng cái nhìn toàn diện hơn về cấu trúc vũ trụ. Chỉ sau một lần quan sát duy nhất, Euclid đã ghi lại hình ảnh của hơn 10 triệu thiên hà rải rác trong vùng trời này. Vì khu vực này nằm tương đối gần mặt phẳng ngân hà, hình ảnh còn chứa rất nhiều ngôi sao ở phía trước và những đám bụi mờ. Tất cả đều được Euclid ghi lại nhờ độ nhạy quang học vượt trội. Một trong những chi tiết nổi bật là tinh vân Cat's Eye Nebula, một tinh vân hành tinh nằm cách trái đất khoảng 3.000 năm ánh sáng, hình thành từ các lớp vật chất bị thổi bay ra từ một ngôi sao đang ở giai đoạn cuối đời. Trong khung hình phóng đại, nó hiện lên như một quầng sáng màu xanh lam, trông giống như một vỏ sò phát sáng giữa phông nền đầy sao. Và vượt ra ngoài các ngôi sao trong dải ngân hà, từng chấm nhỏ trong ảnh thực chất là một thiên hà riêng biệt. Một ví dụ khác, một thiên hà có cấu trúc xoắn ốc tuyệt đẹp,
nằm cách trái đất khoảng 400 triệu năm ánh sáng, xuất hiện rõ nét trong ảnh trường sâu này. Tiếp theo, chúng ta đến với điểm dừng chân thứ hai trong sứ mệnh. Euclid Deep Field Fornax. Vùng trường Fornax trải rộng khoảng 10 độ vuông, nằm trong chòm sao Fornax ở bầu trời phía nam. Dù diện tích nhỏ hơn một chút so với hai vùng còn lại, nhưng đây lại được xem là một mỏ vàng khoa học. Lý do là vì nó trùng với Chandra Deep Field South, một vùng bầu trời chỉ rộng 0,11 độ vuông nhưng đã được nghiên cứu chuyên sâu trong suốt hai thập kỷ qua bởi nhiều đài quan sát mặt đất và không gian như Hubble, Spitzer và Chandra X-ray. Giờ đây, Euclid đã mở rộng khu vực đó hơn 100 lần, từ một điểm cực nhỏ trở thành một bản đồ rộng lớn với độ sâu vượt trội, mang lại bối cảnh vũ trụ học mới cho những quan sát trước đây. Đáng chú ý, Fornax sẽ là vùng được Euclid quan sát thường xuyên nhất trong toàn bộ sứ mệnh của mình, với khoảng 52 lần quay lại, nhiều hơn bất kỳ vùng sâu nào khác. Mục tiêu là tạo ra các phơi sáng cực sâu, tối đa hóa giá trị khoa học bằng cách cho phép các nhà khoa học theo dõi các thiên thể xa theo thời gian. Ngay trong hình ảnh đầu tiên từ vùng Fornax, Euclid đã phát hiện khoảng 4,5 triệu thiên hà. Với những lần quan sát tiếp theo, các nhà khoa học kỳ vọng sẽ phát hiện ra những thiên hà mở nhạt và xa nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thiên văn học. Với hai trường sâu đã được khám phá, giờ đây chúng ta đến với vùng thứ ba, cũng là vùng cuối cùng trong bộ ba trường quan sát đặc biệt của Euclid. Euclid Deep Field South. Nằm giữa đám mây Magellan lớn và trường Fornax, khu vực này trải rộng hơn 28 độ vuông trên bầu trời, thuộc chòm sao Horologium ở bán cầu Nam. Đây là vùng sâu lớn nhất trong ba vùng Euclid khảo sát và cũng là vùng phức tạp nhất để lựa chọn do gặp nhiều thách thức kỹ thuật trong việc quan sát. Tuy nhiên, chính vì chưa từng có cuộc khảo sát trường sâu nào trước đây được thực hiện tại đây, khu vực này trở thành mảnh đất màu mỡ cho những khám phá mới và bất ngờ. Và ngay từ lần quan sát đầu tiên, Euclid đã ghi lại hơn 11 triệu thiên hà chỉ trong một tấm ảnh duy nhất. Khi nhìn vào, bạn sẽ thấy các thiên hà hiện lên với nhiều màu sắc khác nhau, phản ánh độ tuổi, thành phần hóa học và khoảng cách khác nhau của chúng. Nhưng điều khiến khu vực này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng thiên hà, mà là cách chúng được sắp xếp. Chúng không phân bổ ngẫu nhiên, mà tạo thành những cấu trúc dạng sỏi, mạng lưới và vùng dày đặc một hình ảnh thu nhỏ của mạng lưới vũ trụ. Một cấu trúc khổng lồ mà các thiên hà và cụm thiên hà được liên kết với nhau bằng các dòng vật chất tối vô hình. Trong trường này, Euclid còn ghi nhận hai cụm thiên hà khổng lồ, mỗi cụm chứa hàng nghìn thiên hà, tạo nên toàn cảnh ngoạn mục của kiến trúc vũ trụ ở quy mô vi mô. Nhưng hãy nhìn kỹ hơn, bạn sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ. Ánh sáng từ một thiên hà xa xôi dường như bị kéo giãn và uốn cong thành những cung sáng cong cong quanh một vật thể ở gần hơn. Đây chính là hiện tượng thấu kính hấp dẫn, gravitational lensing. Hiện tượng này xảy ra khi ánh sáng từ một thiên hà ở rất xa đi qua gần một thiên hà khối lượng lớn nằm ở phía trước. Trường hấp dẫn mạnh của thiên hà phía trước sẽ bể cộng đường đi của ánh sáng, khiến hình ảnh thiên hà ở hậu cảnh bị méo mó. Nếu ba yếu tố, nguồn sáng, vật thể gây thấu kính và người quan sát nằm gần như thẳng hàng, ánh sáng sẽ tạo thành một vòng tròn gần hoàn chỉnh, gọi là vòng Einstein, Einstein ring. Nếu lệch nhẹ, ta sẽ thấy các cung sáng cong, Einstein arcs, hoặc hình ảnh thiên hà bị kéo dài, uốn cong xung quanh thiên hà chính, giống như những dải lửa ánh sáng. Tuy trông thật ngoạn mục, nhưng những hiện tượng này không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn là công cụ khoa học mạnh mẽ. Chúng hoạt động như kính lúp vũ trụ, phóng đại hình ảnh của các thiên hà xa xôi. Những thiên hà mờ nhạt đến mức nếu không có thấu kính hấp dẫn, chúng sẽ gần như vô hình trước mặt chúng ta. Đặc biệt hơn nữa, hiện tượng này còn là bằng chứng mạnh mẽ cho sự tồn tại của vật chất tối. Khối lượng của các thiên hà gây ra đến thấu kính không đủ để bể cộng ánh sáng nhiều đến như vậy, trừ khi xung quanh chúng tồn tại một lượng lớn khối lượng vô hình, chính là vật chất tối. Nhờ vào việc đo lường mức độ cộng của ánh sáng và mô hình hóa lại hiện tượng, các nhà khoa học có thể lập bản đồ phân bổ, góp phần giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ hiện đại. Trước khi Euclid ra mắt, chỉ có vài chục hiện tượng thấu kính hấp dẫn mạnh được quan sát và nghiên cứu kỹ lưỡng. Thế nhưng, chỉ trong một tuần hoạt động, Euclid đã phát hiện hơn 500 hệ thấu kính hấp dẫn, mở rộng kho dữ liệu thiên văn một cách ngoạn mục. Trong số đó, một phát hiện nổi bật đã gây chấn động. Một vòng Einstein gần như hoàn hảo được phát hiện trong giai đoạn xác minh hiệu suất Performance Verification Phase của Euclid vào cuối năm 2023. Vòng sáng kỳ lạ này
bao quanh thiên hà NGC 6505, tạo thành một quầng ánh sáng đối xứng và rực rỡ. Nhưng thực chất, đó là hình ảnh bị uốn cổng của một thiên hà nền ở xa hơn, cách trái đất tới 4,4 tỷ năm ánh sáng. Ánh sáng từ thiên hà nền bị trường hấp dẫn mạnh của NGC 6505 bẻ cong, tạo nên vòng tròn sáng đặc trưng mà Einstein từng dự đoán trong thuyết tương đối. Và điều đáng kinh ngạc là Euclid ghi lại hiện tượng này ngay trong giai đoạn thử nghiệm, cho thấy các thiết bị khoa học của nó sắc bén và chính xác vượt trội. Không chỉ tạo ra hình ảnh sâu, Euclid còn công bố một bức tranh khổng lồ với độ phân giải 218 gigapixel, một trong những bức ảnh toàn cảnh lớn nhất và chi tiết nhất về bầu trời từng được chụp. Bức ảnh này bao phủ một vùng bầu trời phía nam lớn hơn 500 lần diện tích của mặt trăng tròn khi nhìn từ trái đất. Và trong đó, Euclid đã phát hiện khoảng 14 triệu thiên hà. Khi bạn phóng to gấp 600 lần, có thể nhìn thấy một thiên hà xoắn ốc hiện lên rõ nét. Khi lùi lại khoảng 150 lần, bạn sẽ thấy nó đang tương tác với một thiên hà khác, cách xa chúng ta khoảng 420 triệu năm ánh sáng. Những cuộc gặp gỡ vũ trụ như thế này cho phép các nhà thiên văn học nghiên cứu quá trình hợp nhất và tiến hóa của thiên hà theo thời gian. Hình ảnh này cũng ghi lại lõi cụm thiên hà Abel 2390, nằm cách trái đất khoảng 2,7 tỷ năm ánh sáng. Đây là một cấu trúc siêu lớn, gồm hàng nghìn thiên hà, bao quanh bởi khí nóng và vật chất tối, được giữ chặt bằng lực hấp dẫn mạnh mẽ. Nhờ quang học siêu nét, Euclid mang lại cái nhìn sống động vào trung tâm dày đặc và phát sáng của cụm thiên hà này. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Toàn bộ những quan sát trên chỉ chiếm 0,4% diện tích khảo sát được lên kế hoạch. Dù vậy, Euclid đã phát hiện hơn 26 triệu thiên hà chỉ trong tuần đầu tiên. Sứ mệnh của Euclid đặt mục tiêu tạo bản đồ cho hơn 1,5 tỷ thiên hà, nghĩa là chúng ta mới chỉ chạm vào phần nổi của tảng băng vũ trụ khổng lồ. Euclid không chỉ dừng lại ở việc xác định số lượng các thiên hà, nó còn tiến xa hơn bằng cách phân loại hình thái học, cấu trúc và hình dạng của chúng. Trong tuần đầu tiên, Euclid đã cung cấp dữ liệu hình thái cho khoảng 380.000 thiên hà, kết hợp giữa thuật toán trí tuệ nhân tạo, AI và cộng đồng khoa học công dân thông qua dự án Galaxy Zoo. Trong Galaxy Zoo, bất kỳ ai cũng có thể tham gia phân loại thiên hà từ dữ liệu Euclid, từ thiên hà xoắn ốc đồ sộ, thiên hà elip mở nhạt, đến những thiên hà đang tương tác, cho thấy các hình dạng bị kéo giãn hoặc vận xoắn. Những phân loại này là tài nguyên cực kỳ giá trị, giúp giới thiên văn học theo dõi cách thiên hà hình thành, biến đổi và tương tác trong dòng thời gian vũ trụ. Mặc dù không được thiết kế để chuyên nghiên cứu các sự kiện ngắn hạn, Euclid đã chứng minh khả năng quan sát linh hoạt khi phát hiện được siêu tân tinh, vụ nổ tia gamma, GRB, và quasar, những vật thể phát sáng, nhấp nháy hoặc bùng nổ năng lượng khổng lồ trên khắp không gian. Đây là những phát hiện đầy bất ngờ, mở ra cơ hội khám phá mới trong các lĩnh vực vật lý thiên văn năng lượng cao. Bản phát hành dữ liệu đầu tiên của Euclid được ca ngợi là một kho báu thực sự cho cộng đồng thiên văn học, từ những hình ảnh mê hoặc cho đến các dữ liệu vũ trụ học có độ chính xác cao. Euclid đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nghiên cứu vũ trụ. Nhưng Euclid không chỉ đơn thuần là một cỗ máy thu thập dữ liệu. Nó là hiện thân cho khát vọng lớn nhất của nhân loại, tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi nền tảng nhất từng được đặt ra. Vũ trụ được tạo thành từ gì? Nó rộng lớn đến mức nào? Và số phận cuối cùng của nó sẽ ra sao? Mỗi lần Euclid vươn ống kính về khoảng không sâu thẳm là một lần chúng ta tiến gần hơn đến sự thật. Và giữa hàng tỷ thiên hà ấy, giữa những ánh sáng mờ nhạt từ thời sơ khai của vũ trụ, câu hỏi về sự sống vẫn chưa bao giờ ngừng thôi thúc. Chúng ta có thực sự đơn độc, hay sự sống tồn tại dưới những hình thái mà ta chưa thể tưởng tượng nổi? Euclid là một chương mở đầu cho hành trình đi tìm câu trả lời. Một hành trình sẽ còn tiếp tục trong dữ liệu, trong khám phá và trong trí tưởng tượng không giới hạn của con người. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Kitten Explorer. Nếu bạn đam mê vũ trụ, khoa học và những câu chuyện vượt khỏi ranh giới trái đất, hãy đăng ký kênh để cùng khám phá những điều chưa từng được kể. Hành trình khám phá vũ trụ chưa bao giờ có giới hạn. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng Kitten. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong hành trình khám phá tiếp theo.